Đứng trước pha đề bài, cô Minh Trung tự tin ra ngọn với suy nghĩ rằng game này là của anh rồi, đúng nhận sai cái hộ. Và cú bắn uy lực đó đã khiến cho một bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Thế nhưng, khi nhận ra con bi đấy là bi nào, Trung giật bắn cả mình. Các viên từ 1 đến 10 vẫn ở trên bàn, chả sót con nào. Vậy thì con bi đang nằm dưới lỗ, bạn biết là bi gì rồi đúng không? Vừa mới phá đã chết cái thế này thì làm sao mà đỡ được? Mất luôn quyền đặt bi, anh hai nhà cô tiêu nghiều về chỗ ngồi, nhìn Daniel Martial bước lên đặt cái. Dễ mà lại thua với cái điểm báo đen đuổi ngay pha phá bi vừa rồi lắm. Tuy nhiên, lại một lần nữa, các khán giả chỉ biết thốt lên, định mệnh sau cú ra ngọn của Martial. Lại thêm một lần, bàn đấu chả nhìn thấy bi cái đâu, vì nó lại rơi xuống cái lỗ đáng ghét. Thế là cô Bình Trung tưởng toang rồi, lại có cơ hội sửa sai, trong khi Martial mới là người đang chuẩn bị phải ngồi khóc. Thất bại khó nút của Trung trước Nguyễn Phúc Long đã khiến cho anh bị đẩy xuống nhánh thua ở Las Vegas Open. Và giờ là lúc tay cờ này cần trở lại đường đua bằng cách vượt qua đối thủ khó chịu người Ba Lan kia, trong trận đấu tranh một vị trí vào top 32. Trung thực hiện cú phá bi sấm sét khiến bi số 1 và 6 rơi xuống lỗ trong ván đấu đầu tiên. Hình bi không thuận lợi khiến cho tay cờ dưới đài không thể tiếp tục thực hiện những đường đánh tấn công. Anh quyết định thủ bi bằng một cú cắt ngang má bi, đẩy bi cái đập bằng, với ý đồ đưa con bi chủ nấp sau bi số 8 nhưng đã bất thành. Đây là quyết định sai lầm chiến lược của cô bên Trung trong game đấu này, bởi nó đã phơi thế bi quá thuận lợi cho Martial có cơ hội dứt điểm ván đấu. Những tình huống đều cơ được vận động viên người Ba Lan tính toán rất kỹ càng, để anh có cho mình những cú ra ngọn ở trong thế dễ dàng nhất có thể. Tỷ số được mở cho Martial, anh vươn lên chiếm lĩnh game đấu sau cú thủ không quá tốt mà cô Bình Trung tung ra. Nhận lại quyền phá bóng, Martial hẳn mong muốn mình vẫn còn có thể giữ được phong độ ổn định như đã thể hiện trong game đấu trước. Cú đề ba tốt với bi số 5 rơi xuống, nhưng lựa chọn sau đó đã khiến cho Martial tiếp tục lặp lại sai lầm mà đối thủ mắc phải trong ván mở màn. Nhận thấy bi số 8 đã ở sát lỗ tít và có cơ hội thực hiện một cú cộng bi, nhưng pha ra gậy mà tuyển thủ sinh năm 1999 đưa ra lại khiến cho bản thân anh không thể hài lòng. Kịch bản trong game 1 được lặp lại, nhưng vai trò của hai tay cờ đã đổi chỗ cho nhau. Lần này, người nắm được cơ hội để trừng phạt đối phương lại là cô Bình Trùng, sau khi anh được Martial tặng cho một hình bi không quá khó khăn. Điều 7 ra 8 của tay cờ sinh năm 1995 gặp một chút trục trặc, nhưng cuối cùng anh cũng giải quyết thành công. Tỷ số được cân bằng ngay lập tức, và có lẽ Martial cũng không biết được rằng từ đây mình sẽ đánh mất toàn bộ sự tự tin. Ván thứ 3, chúng có luôn cho mình chấm dọn bàn từ đầu đến cuối. Mở màn với cú phá bi chết chín, đường ăn 1 đã quá thuận lợi để giúp cho tay cờ này thực hiện những pha điều bi về sau đó. Không có viên bi nào được coi là khó trong ván đấu này cả, và bảng điểm đã nhanh chóng hiện lên 2-1 cho anh hai nhà cụ. Bị dẫn lại chóng vánh và thậm chí không có cơ hội nào vào bàn trong game thứ hai, Martial trông chờ vào thời cơ sẽ đến với mình ở game đấu sau đó. Nhưng anh lại thêm một lần nữa phải thất vọng với thêm một cú break and run cực kỳ suôn sẻ đến từ vị trí của đối thủ. Có tới 5 con bi nằm dọc theo băng dài, nhưng đó không phải là trở ngại đối với cô Bình Trung. Anh vẫn giữ nguyên một phong độ vô cùng xuất sắc của mình và hạ gục tất cả những chướng ngại vật chỉ trong 3 phút đồng hồ. Mang theo sự thăng hoa ấy vào ván đấu bản lề sau đó, Trung bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh khi cú phá bi của anh chết cái sau khi con bi này bị bi số 9 đẩy ngược về lỗ tít. Cơ mà khi về chỗ ngồi còn chưa ấm được bao lâu, anh hai nhà cô đã phải đứng dậy và vào bàn tiếp tục lượt cờ, bởi cú chô bi 1 của Martial cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đập băng ngắn sau khi tác động đưa con bi vàng xuống lỗ, nhưng viên bi cái đã rơi thẳng xuống lỗ 10 trong sự bất lực của tay cờ Ba Lan. Anh tưởng chừng như đã có thể cầm quyền đặt bi và có thể rút ngắn được tỷ số. Thế nhưng pha điều bi thiếu may mắn đã khiến cho tay cờ 24 tuổi chẳng biết nên trách số phận hay trách chính mình. 3 ván đấu liên tiếp, Martial được vào bàn đúng một lần, và đó lại là pha ra ngọn chết cái. Chẳng có gì bất ngờ khi sau ván thắng đầu tiên, tay cờ này thua tất cả 4 game sau đó và chấp nhận nhìn đối thủ vươn lên dẫn trước 1-0. Một set đấu diễn ra quá đơn giản với Trung. Khi trung bình cứ 5 phút, anh hai nhà cô lại dọn xong một bàn đấu trong những game mình giành chiến thắng. Đã tụt xuống nhánh thua sau thất bại bất ngờ trước Phúc Long của Việt Nam, anh cần phải bình tĩnh và vượt qua chướng ngại mang tên Martial để có thể ghi tên mình vào vòng 32 tay cờ mạnh nhất. Nửa chặng đường đã đi qua thuận lợi, và đây là lúc để Trung có thời cơ hoàn tất một nửa trận đấu còn lại thật như ý. Trước mắt, anh sẽ tạm thời ra chỗ ngồi để chứng kiến Martial thực hiện cú đề 3 mở màn set 2. Giờ Trung đã là người giành quyền phá bi trước ở set 1. Nhìn người đồng nghiệp hai lần có chấm dọn bàn trong set đầu tiên, rõ ràng Martial có vẻ như đang cảm thấy nôn nóng, có thể nhanh chóng dứt điểm được những ván đấu mình được cầm phá bi. Và ở game 1 này,
anh đã phần nào chứng tỏ được rằng đẳng cấp của mình cũng không phải là vừa. Nhận lại một hình bi đẹp hơn cả Ngọc Trinh sau pha phá bi chết con bi số 4, tay cơ người Ba Lan nhanh chóng xử lý chỉnh chu trong từng pha ra ngọn. Có lẽ anh đã rút kinh nghiệm từ những pha phá bóng sai lầm của mình trong set đầu tiên và đi những bước đi rất chắc chắn khiến cho Trung không có cơ hội vào bàn ở game này. Lại là người mở tỷ số trước trong set đấu, thế nhưng Marcio sẽ phải cực kỳ cẩn trọng để có thể tiếp tục duy trì cho mình lợi thế đang có. Cú break and run đầu tiên sẽ là động lực lớn để tay cơ 24 tuổi này có thể tiếp tục hướng đến việc gia tăng cách biệt. Thế nhưng, có lẽ trời không chiều lòng người. Đang trong lúc khí thế nhất, thế đại bàng trắng Ba Lan dính luôn cho mình pha drive break khó chấp nhận ở game đấu sau đó. Trung tận dụng để đưa set 2 trở về vạch xuất phát khá đơn giản. Có thể thấy từ đầu trận đến giờ, các thế bi nhìn chung là cực kỳ thuận tiện cho cả hai tay cơ giải quyết. Nhưng có quá nhiều những tình huống bắt đuổi, phút sao hay những pha xử lý thật sự kỹ thuật quá cao. Trung đang là người tận dụng những cơ hội chính xác hơn khi trừng phạt những sai lầm của đối phương, cũng như dọn bàn trong những game đấu được cầm phá bi. Và khi bi số 10 đẩy bi 4 xuống lỗ sau pha đề 3 ở ván đấu sau đó, hầu hết khán giả đều đã liên tưởng đến một ván đấu dễ dàng nữa chuẩn bị xuất hiện với tay cơ người Đài Bắc Trung Hòa. Xong, pha chặt bi 1 trong thế khó đã khiến cho anh để lộ ra hình bi. Đây cũng là mấu chốt để Maso lại một lần nữa có thể vào bàn và lập lại đúng cái kịch bản mà Trung đã gây ra với mình. Những cú đề 3 của cả hai thực sự lợi hại, hình bi cực kỳ tơi và ít có những trường hợp dính bi trên bàn. Maso rất mạnh trong những pha ra ngọn, trong khi đó cô Bình Trung bình tĩnh hơn và là một trong những bậc thầy về điều bi. Trong set này, tay cơ Ba Lan đang cho thấy mình đã không còn ở trong một trạng thái tâm lý quá thấp như set đấu trước nữa. Anh đi những chấm chắc chắn để ghi cho mình hai điểm số đầu tiên. Nhưng thêm một lần nữa, cú phá bi của anh chàng rất mạnh, rất lực, nhưng cũng rất đen. Chẳng có một bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ cả. Còn bi số 1 nằm sát băng dài nhanh chóng được cô Bình Trung tận dụng thành công. Sau đó, anh có cho mình tình huống điều 2 ra 3 mang đẳng cấp hàng đầu. Và tiện tay khiến Marcio thêm một lần phải tặc lưỡi ngán ngẩm ở ghế ngồi. Bởi vì đó lại là chấm dọn bàn sau một pha phá bi khô của đối phương mà Trung thực hiện vô cùng nhẹ nhàng. Tự tin thôi là chưa đủ, có lẽ Marcio vừa không có may mắn, cũng vừa mắc những sai lầm trí tử trong các ván đấu đã qua. Và những sai lầm dù rất nhỏ thôi cũng có thể bị một tay cơ hạng S như cô Bình Trung tận dụng. Anh hai nhà cô có cho mình pha đề 3 hay nhất từ đầu trận với 3 con bi xuống lỗ, nhưng cũng lại xử lý cực lò với pha ghép 3 với 9 này. Cú đánh chạch hàng cm so với mục tiêu vô tình cũng tạo thế không thuận lợi cho Marcio. Và tay cơ Ba Lan bắt buộc phải đưa ra một lựa chọn bắt đuổi. Trung đáp trả bằng pha băng với ý định đưa con bi số 3 xuống lỗ tít trên bên trái, nhưng tiếp tục thất bại. Chính hai quyết định tấn công không thành cuối cùng đã khiến cho tay cơ người Đài Bắc Trung Hoa mất luôn ván đấu về tay Marcio. Đưa ra phương án chặt 3 sáng suốt, anh mở toang cánh cửa chạm hiu của mình, thì những con bi còn lại cũng chẳng phải là vấn đề quá to lớn. Cơ hội quá lớn được đưa đến cho tay cơ người Ba Lan khi anh vẫn đang ở trong tình cảnh phải bám đuổi cô Bình Trung. Và nếu như có thể tận dụng thật tốt để có cho mình chiến thắng trong ván đấu sau đó, cuộc chơi sẽ trở nên cực kỳ khó đoán với việc phải đưa vào loạt penalty cần áo. Phá bi chết 10 để được tiếp tục lượt cờ, Marcio bất ngờ mắc lối ở tình huống A băng bi số 4 của mình. Cú đánh đưa con bi này đi dọc băng dài và không chạm vào băng. Đó được tính là một pha ra ngọn phạm quy. Không chút do dự, cô Bình Trung đẩy set đấu đến ván hiểu hiểu, quyết định với việc tận dụng quá tốt quyền đặt bi của mình. Giờ đây, Marcio đứng trước ván đấu, anh không được phép phạm bất cứ sai lầm nào nữa, nếu không muốn phải chia tay sớm với giải đấu. Còn với anh hai nhà cô, anh sẽ chiếm cho mình thế chủ động với quyền phá bi trong game đấu. Anh lập tức đánh mất đi cơ hội của mình bằng việc phá bi khô ở tình huống này, và sau đó cũng để quyền chủ động rơi vào tay của Marcio. Tay cơ sinh năm 1999 có những cú giấu bi 1 cực kỳ hay khiến cho đối thủ vất vả chống đỡ, và sau đó anh mở ra chiến thắng của mình bằng cú 1+2 đẳng cấp. Các con bi còn lại không thể làm khó được Marcio và trận đấu chính thức bước vào loạt penalty với con bi số 10. Tay cơ 24 tuổi người Ba Lan đã thua chóng vánh ở set 1, nhưng là người vùng lên và giành được những điểm số quyết định ở set đấu thứ 2 để đánh bại một trong những đấu thủ sừng sỏ nhất thế giới. Liệu anh có thể giữ vững được sự tự tin để khiến cho cô Bình Trung phải rời giải đấu sớm hay không? Loạt phút sau bắt đầu, Trung là người đánh trước và anh có cho mình cú cắt thành công. Áp lực dồn lại Marcio, có vẻ như tay cờ này đã bắt đầu bộc lộ sự căng thẳng. Cú ra ngọn của anh chỉ có thể khiến cho bi 10 lạc lỗ và chính thức thất bại trong lượt đầu tiên. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi cô Bình Trung nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0. Marcio lần này đã nắn nót hơn, tung một cú đánh vừa đủ lực và rút ngắn khoảng cách trong loạt đấu súng. Thế nhưng với cú đánh thứ 3 vẫn là một cô Bình Trung quá xuất sắc, có cho mình cú bắn thành công tiếp theo.
nếu như Marcelo chết mơi ở lượt đánh sau đó, trận đấu sẽ dừng lại. Vẫn là một cú bắn tốt, thế nhưng chừng đó là không đủ bởi anh hai nhà cô quá bá đạo trong loạt penalty này. Cả 4 cú đánh thành công đã tiến chân Marcelo khỏi giải đấu trong một trận đấu mà tay cơ người Đài Bắc Trung Hoa đã bản lĩnh hơn trong những thời khắc quan trọng. Chỉ có thể nói rằng Marcelo đã thiếu kinh nghiệm và những tình huống cần xử lý thật sự bình tĩnh. Bởi sau một set đầu tiên mất hoàn toàn thế trận vào tay đối thủ, anh chơi dù không tốt hơn rất nhiều ở set 2 vẫn không thể cản bước được một cô binh Trung xuất sắc. Cũng chính từ đó, chứng tỏ thất bại của Trung trước Nguyễn Phúc Long không phải là vì anh chơi dở, mà là vì thầy Long của chúng ta quá đẳng cấp mà thôi.